À, chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang cùng với mấy đứa. Mấy anh em Sang á, thì đang băng qua ruộng để đi vào một con suối phía trong rừng. Cũng lâu lắm rồi thì Sang với mọi người mình không đi vào suối để tắm suối cùng với mấy đứa, cũng như là nấu nướng đồ ăn này kia rồi ha. Tại vì hổm rày á, thì Sang cứ bận làm những cái video đi rừng, làm những cái video sinh tồn thôi. Nên cũng lâu rồi cũng không làm những cái bữa ăn uống này kia. Nên sáng hôm nay á, thì Sang rủ Dảnh, Văn rồi thêm hai đứa nhỏ này, mấy anh em Sang sẽ đi vào suối tắm và chơi trong đó một ngày. Với lại là sẵn tiện hôm nay á, là ngày mà Sang sẽ phát lương cho mấy đứa theo hàng tháng á mọi người, nên cũng lâu rồi cũng không quay. Nên sẵn tiện trong video này á, thì Sang sẽ quay một cái đoạn ngắn ngắn cho mọi người xem luôn. Giờ thì mình sẽ đi vào suối chơi nha, ăn mừng vì ngày hôm nay mấy đứa lãnh lương trong tháng này nha mọi người. Mùa này ở trên ruộng á, thì nó đẹp lắm nha mọi người. Mọi người thấy này, xa xa kia thì sương mù vẫn còn ở phía trên những cái núi. Sang thì trước giờ đã đi rất là nhiều nơi, những cái chỗ mà có những cái cảnh đẹp á mọi người. Nhưng mà đi đâu quay đi quay lại á, thì cái khu ruộng này á vẫn là đẹp nhất. Nhưng mà không biết là vài năm nữa còn được nhìn những cái cây ở phía trên ruộng như thế này hay không. Tại vì mọi người thấy là những cái cây kia bắt đầu nó đã chết hết rồi. Chết rất là nhiều luôn. Đây là 4 5 cây nó chết này. Đây này. Chỉ còn lại một vài cây thôi. Mấy năm trước mà khi mà Sang còn nhỏ sang ra đây này, trên ruộng này ngạt cây luôn mọi người. Ngạt nguyên một cánh đồng luôn, cánh đồng dầu luôn. Nhưng bây giờ thì cũng không còn nhiều nữa. Mỗi nơi đi qua sẽ để lại cho Sang với mọi người ở đây một kỷ niệm. Nhưng mà Sang may mắn là trong những năm qua, những kỷ niệm đó Sang lưu giữ nó trở thành những thước phim. Và trong những thước phim của Sang á, thì mọi người thấy là gần cả bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi đúng không? Vẫn khung cảnh đó, vẫn là Sang, vẫn cách nói chuyện đó, cũng như là vẫn là mấy đứa. Chỉ có cái á, Sang bây giờ cũng không còn trẻ nữa, mà mấy đứa nó cũng không còn nhỏ nữa mọi người. Thời gian trôi qua thật nhanh mọi người. Lây quay đó mà Sang làm video hơn 5 năm rồi. Không biết là một vài năm tới á, Sang phải thay đổi như thế nào để bắt kịp thời buổi hiện tại. Sang nhớ cái mấy năm trước á, lúc mà Sang mới bắt đầu làm video á, Sang chỉ cần rủ mấy đứa ra ngoài ruộng, xong bắt con cua, con cá, con ốc này kia trên ruộng rồi nấu nướng đồ ăn đơn giản thôi. Quay như vậy là đăng lên. Nhưng mà năm về đây á, thì Sang không làm như vậy nữa. Đa phần là Sang sẽ đi vào trong rừng để mà làm những thử thách sinh tồn, câu cá này kia. Tại vì Sang cứ sợ là làm những video ngắn rồi những cái video bắt ốc, bắt cua ở trên ruộng á, thì mọi người lại không thích. Sinh tồn hoài á, đôi lúc cũng mệt mọi người. Nên hôm nay mình sẽ rủ mấy đứa đi vào trong suối, mình sẽ chơi, bơi đó một ngày. Chừng nào thoải mái thì mình về nha. Hy vọng rằng vài ba năm nữa, hoặc là bao nhiêu năm nữa, thì Sang vẫn là Sang của hiện tại. Vẫn quay những cái video mà nó gần gũi, nó mộc mạc, nó giản dị để gửi cho tất cả mọi người ở đây. Và mong rằng mấy đứa nó vẫn là của mấy đứa nha. Ra tới suối rồi nha. Mọi người xem suối mùa này nè. Nhìn đẹp ghê không? Đẹp hơn là mùa nắng nha. Mặc dù là nước nó không trong xanh bằng mùa nắng, nhưng mà nước nó to mọi người. Mình có thể là bơi mát mẻ luôn. Qua bãi cát bên kia đi. Ở chỗ này thì là cái chỗ mà quen thuộc của mấy anh em Sang. Nó có một cái bãi cát mà nước dù mưa to cũng không ngập tới mọi người. Rồi mình sẽ lên trên đây cho nó an toàn. Mùa này đi suối thì nó cũng hơi nguy hiểm, do là chỉ cần một trận mưa lớn lớn thôi là nước sẽ dâng lên rất là cao. Nhưng mà được một cái là cái chỗ này nó có bãi cát cao á, nước nó chỉ mùa lũ nó chỉ dâng lên tới đây thôi, nó không ngập chỗ này, nên lá cây mọi người thấy vẫn còn kìa, nên ngồi đây thì vẫn an toàn nha. Wow, chỗ này thì mấy đứa biết anh rủ ra đây là để làm gì không? Hôm nay là ra đây tại vì lâu lắm rồi mấy anh em mình không ra đây tắm suối nha, nên rủ mấy đứa ra đây tắm suối chơi một ngày cho nó thoải mái ở ngoài đây. Với lại thứ hai là hôm nay là ngày lãnh lương ha, nên vừa tắm suối vừa chơi ngoài đây, cũng như là anh phát lương quay một cái video ngắn ngắn cho mọi người xem. Tại vì lâu lắm rồi anh cũng không có quay cái video nào về lãnh lương hết cả, nên nhiều người cứ thắc mắc là không biết là Sang có phát lương cho mấy đứa hay không. Giờ ra tới đây thì cũng đổ hết mồ hôi rồi,
nên cái việc lãnh lương thì hồi phát sang ha. Dạ. Rồi mấy anh em mình thôi sang với mấy đứa có lẽ là sẽ tắm rửa cho mát mẻ đó. Hôm nay thì sang có mang theo một cái nồi kia mọi người. Mấy anh em sang sẽ nấu một ít đồ ăn rồi ăn uống chơi bơi ngoài suối đây một ngày nha. Dạ. Rồi chuẩn bị nhảy xuống luôn chưa? Dạ, ha. Suối mùa này nước cũng không quá sâu mọi người, tại vì thường là cái suối ở cái vùng cao á, khi mà sau trận mưa thì nước cũng sẽ trở về cái mực bình thường thôi. Còn lúc mà trời đang mưa thì nước lũ nó quét qua khoảng tầm tiếng 2 tiếng là nó cũng rút đi hết à. Nên mùa này với mùa nắng nó cũng không khác nhau gì hết cả mọi người. Nên giờ thì cứ bơi thoải mái nha. Dạ. Cái hụt này thì nước nó cũng không chảy mấy luôn mọi người. Rồi chuẩn bị chưa? Dạ. Sang với mấy đứa sẽ tắm suối, chơi và bơi một ngày ở ngoài suối này nha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3. Lên Sang như mấy đứa tắm thì đã mát rồi nha mọi người, nên Sang rủ Dảnh với Văn lên cái đoạn suối phía bên đây. Còn Minh với Tấn á, thì đang làm cho Sang một cái bếp lửa tận tích cái khúc suối dưới kia mọi người. Hôm nay ra ngoài suối này đầu tiên là mình sẽ tắm chơi với lại bơi ở ngoài đây ha. Với lại Sang sẽ nấu một cái bữa ăn để ăn cùng với mấy đứa. Thì để làm cái bữa ăn ngày hôm nay á, Sang có chuẩn bị ở phía trong thùng bốt này nè, có hai con rất là lạ và rất là đặc biệt. Đảm bảo là cái mấy con này mấy đứa nó chưa ăn cũng như chưa thấy bao giờ. Thì phía trong đây á, Sang có chuẩn bị mọi người xem này. Đây, phía trong đây á, thì Sang có chuẩn bị cái con này nè. Con này thì mấy đứa thấy chưa? Đây, đây là con gián biển nha. Mọi người thấy cái con này, Dảnh cầm con kia đi. Mọi người thấy cái con này nó lạ và nó ghê không? Đây là mắt của nó nè. Nó, ủa, con này chết rồi. Con đó còn sống à? Đây cầm. Con sống rồi, con chết rồi. Đây, mọi người xem cái con gián biển này. Nhìn ghê không? Sang nhớ cách đây 2 năm trước á, thì Sang có quay một cái video là ăn cái con gián biển này cùng với mấy anh em, anh Huân với lại là mấy anh em ở trên bảng. Thì cái đợt đó không có mấy đứa đi, có con Thái thôi. Nên đảm bảo là hai đứa nhỏ kia nó chưa biết tới con gián biển này là cái con gì nha. Nên bây giờ thì anh định là sẽ troll mấy đứa, là sẽ để cái con gián biển này nè xuống dưới suối mọi người. Xong rồi Văn nha, sẽ dắt mấy đứa lên trên đây để kiếm củi nha. Để khi mà mấy đứa nó thấy được cái con gián biển này thì mấy đứa nó sẽ phản ứng như thế nào. Đảm bảo là hai đứa nhỏ kia nó chưa thấy bao giờ đâu mọi người. Mọi người thấy cái con này không? Nhìn nó ghê không? Nhìn nó giống như là con gián nhà của mình vậy mọi người. Nó cuốn lại nè. Ê, con này còn sống luôn nè. Cái con này là còn sống luôn á mọi người. Nó vẫn còn sống luôn nha. Còn con kia thì đây anh hai con. Cái con này thì nó chết rồi mọi người. Con này còn sống nè. Giờ thì mình thả một con thôi nha. Chứ mình thả ra hai con á, thì sợ mấy đứa nhỏ nó không tin mọi người. Nên giờ một con mình cất cho thùng bót đi. Mình thả con sống này ra ngoài. Cái con gián biển này thì mỗi con Sang mua là nó nặng tới 2,3 kg một con nha. Cái này nếu mà như mà ai chưa thấy nó bao giờ, chưa biết tới nó, khi mà phát hiện nó ngoài chắc là sợ lắm mọi người. Ở đây thì Sang có hai con rất là to. Nhưng mà con này thì không biết sao nó chết rồi nè. Nên có lẽ là sẽ thả ra một con thôi nha mấy đứa. Chứ thả hai con thì mấy đứa này nó khôn lắm, nó không tin đâu. Thôi cất lại kia đi. Cất con này lại đi. Còn con này còn sống này mọi người, thấy chân nó nhúc nhích không? Vẫn còn sống luôn nha. Giờ thì một xíu nữa là Văn với Dảnh sẽ dắt hai đứa kia đi kiếm củi nha. Và dắt làm sao cho mấy đứa nó sẽ đi ngang cái đoạn đường ở chỗ này để mấy đứa nó phát hiện ra nha. Còn bây giờ mình thả qua suối bên kia đi. Ở đây thì có một cái đoạn khe suối nhỏ mọi người. Chắc thả dưới nước nó chết luôn, không được đâu.
giờ thả qua kia đây, đây anh thả cho. Đây đây dạ. Đợt này sẽ dụ mấy đứa nha mọi người. Hay là để nó trên bờ cát thôi. Anh nghĩ là để xuống nước là nó chết luôn á, tại vì cái con này là nó ở biển mọi người, nó gọi là gián biển mà, bỏ xuống nước ngọt sợ nó sống không nổi. Hay cho nó nằm ở bờ cát đây nè, giống như nó đang tắm nắng ha. Đây, để đây nha. Thấy giống không? Giống như là nó bám vào cục đá vậy đó. Hay cho nó vô sát sát vô bờ đây nè, vô sát sát vô cây nè. Đó, nằm vậy mới giống này. Đấy. Đó, nhìn như vậy mới ghê nè. Ở bé bên đây á, là có củi này. Lát là dăng và bộ chị mấy đứa qua bên đây để kiếm củi nha. Nó mà đi ngang đây thế nào nó cũng sẽ thấy con này thôi, nó sẽ để ý thôi. Giờ là mấy đứa phải làm sao cho hai đứa kia nó phát hiện ra nha. Chứ mấy đứa mà phát hiện ra là nó không có tin đâu. Nó đi ngang nó phát hiện ra thì nó mới tin nha. Giờ thì Sang sẽ quay về và sẽ kêu mấy đứa đi kiếm củi với mọi người. Con dán thì cứ để đây thôi. Hồi nãy giờ thì cũng đã mát cho mấy đứa. Dạ mát. Nên bây giờ thì cũng đói bụng rồi đúng không? Dạ. Nên anh với mấy đứa sẽ chuẩn bị làm đồ ăn ha. Dạ. Giờ thì Dảnh, Minh với lại Văn, bốn đứa sẽ đi kiếm cho anh củi nè. Dạ. Cũng như là chặt cho anh một ít lá chuối nha. Dạ. Còn anh ở đây sẽ chế biến gia vị để làm đồ ăn. Nay thì anh có mang theo ở kia một cái thùng mốt mọi người. Ở phía trong thùng mốt có một con cá ha. Giờ mấy đứa đi kiếm lá chuối đi, lát về mình sẽ bằng cá cũng như là chế biến đồ ăn nha. Quá đặc sản quá. Nước lạnh hả? Khúc này nước lạnh hả? Chị Tấn vô củi, chị Tấn. Đó, trước có mấy ông chè củi đó hả? Có không vậy anh? U có măng không kìa? Có măng không? Anh đang nhiều củi hả? Sao đi đây mà? Mình chắc ăn nhiều càng tốt. Rồi vô mấy tấn. Đừng để cho nước nha Tấn. Con gì nè Dán? Mên mên, con gì nè? Ui. Con gì nó bự lắm nè. Con gì kia? Con gì đó? Cầm thử mên, cầm thử, cầm ra liền thử. Cầm ra. Ê sao nó bất động? Con gì? Ê nó còn nhúc nhích lắm kìa. Cầm hỏi sang. Cầm hỏi sang thử mên. Cầm mên. Kiếm gì bắt con mên. Ê cái trời nó cắn nha. Trời nó cắn á. Ui. Ê, hỏi. Nó có nhiều chân ha. Đi đi, còn đi hỏi em sang con này con gì đó. Cái con gì? Ui. Con thắng.
gì không mà giá mắc ghê chứ? Không, không biết cái giá mắc. Em chụp, em không biết. Cái con này á là năm trước, mấy năm trước là anh có ăn với anh Huân một lần rồi. Con này gọi là con gián khổng lồ Alaska nghe chưa? Nó nằm ở trên đỉnh núi cao á. Cái con này là có nọc độc, cực độc. Rồi có bị cắn chưa? Chưa. Đây nè, thấy không? Đây, đây, đây nè, có quay không nha? Đây nè, thấy không? Răng nanh của nó, thấy không? Đó, mỗi cái chân nó một cái răng nanh nhọn 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 nè. Cái con này mà khi mà răng nanh của nó cắm vào tay của mình là dính khúc nào là chặt khúc đó bỏ thôi. Em chụp ngay lưng. Chụp cái lưng nè, lưng nè, thấy không? Gai nè. Gai nhỏ nhỏ. Nè, nè, nè. Hồi nãy có đụng trúng cái này chưa? Em chụp cái chiếc này. Nhưng mà đụng trúng thôi là cũng bị dính độc rồi. Cái độc này nó cực kỳ độc luôn. Ai mà đụng trúng cái phần nhỏ nhọn này nè là bị một cái bệnh là sẽ không bao giờ lớn được nữa, chỉ nhỏ nhỏ mãi luôn. Là chụp trúng đâu? Trúng nhẹ lưng. Nhẹ lưng hả? Chắc chưa? Nếu mà trúng ngay mình nó chỉ có chết thôi. Hồi nãy bắt nó ở đâu? Ở dưới suối. Dưới suối rồi bắt làm sao? Bắt em chụp. Chụp luôn, thấy là chụp luôn hả? Không sợ. Cái con này á là con gián anh, đúng không? Còn con gián em nó nằm trong kia, đi lấy đi dành. Còn cái con này á là nó nằm ở trong tiệm ra nghe chưa? Đúng không? Chứ sao không phải? Cái này là hồi nãy là anh với Văn đi thả thôi. Chứ cái con này là ở dưới biển nghe chưa? Sao em thấy hồi nãy ở dưới nước em bắt được? À, con này thì không có độc gì đâu mấy đứa. Con này thì thịt ăn rất là ngon, giống như là tôm hùm vậy đó. Giống như tôm hùm Alaska vậy đó. Nay thì anh mua hai con này để mà làm một cái bữa ăn. Vì ngày hôm nay mấy đứa lãnh lương ha, ăn mừng vì mấy đứa lãnh lương ha. Dạ. Con này thì ngày xưa thằng nhớ cái đợt mà quay cùng với anh Huân á, giá nó rất là cao, mọi người khoảng 3 triệu mấy một ký. Đầu đó sang mua ba con á mà nó tận tới 16, 17 triệu luôn á. Nhưng mà đợt này thì con này giá nó rẻ lắm rồi, dạng như là nó có nhiều á, người ta cũng không ăn mấy nữa. Thôi, dạ. Mình luộc đi nha. Dạ. Cách đơn giản nhất của hải sản là cơ thôi, luộc chấm ớt thôi. Giờ để luộc được nó thì đây, đây con này. Để luộc được nó là Sang có chuẩn bị ở đây một cái kéo với một cái nồi. Rồi Văn cầm. Nhưng mà mình phải mần nó nha mọi người, nó không giống như là tôm Alaska hay là cua hoàng đế là cứ bỏ vô là luộc được. Tại vì trong phần của cái con này nè, nó có cái phần ruột rất là hôi. Nên muốn mần được nó thì Sang phải dùng cái kéo để cắt nó đi nha. Nước không ở trong à? Dạ. Mọi người thông cảm nè, cái cận cảnh cái phần mổ ra thì Sang quay không được. Nước. Ô vậy 2 ký mấy, chắc là 1 ký mấy nước quá. Dạ. Nước không. Nước không à. Ủa vậy trong đây có cái gì đâu? Đây có cái bao tử, dánh đè đè bên đó cho anh. Ủa cái ruột. Ừ. Cái này không ăn được. Dạ. Rồi đưa kéo đây cho. Anh móc ra luôn. Ủa, cái này có trứng. Rồi cái này bỏ đây. Có trứng. Đó, mình mần nó thì mình lấy cái phần phần bao tử nó bỏ đi nha mọi người. Tại vì nghe nói là cái phần đó ăn nó độc, với lại là nó rất là hôi ấy. Còn phía trong đây là toàn là trứng thôi, cái này để lại. Rồi. Cho vô nồi nha, một con. Mần cái này dễ quá. Bự quá mọi người, nên Sang bỏ vô cái nồi này mà không vừa luôn nha. Nó vẫn lú cái phần đuôi với lại cái phần chân lên phía trên, nên cái này có lẽ là không đậy nắp được. Mình sẽ lấy lá chuối để tủ lên trên nha mấy đứa. Dạ. Chứ luộc mà không đậy nắp không biết bao giờ mới chín. Nay thì Sang không có luộc bằng nước mà có mua thêm 2 lon bia để hấp bằng bia cho nó đỡ tanh nha. Thầy sẽ cho bia vô phía trong luôn nè. Ủa chắc chế dưới không? Dạ. Cái này dạng như là khui luôn lon kia đi. Anh sợ nó khét chứ. Rồi cho vô luôn rồi dẫn. Ê, đừng chế lên phía trước. Ui. Chế phía dưới thôi. Hồi nó vô cái bụng đó hồi ăn là chắc xỉn luôn á. Cái này dạng như là hấp bia nha mọi người. Để thiết kế cái lá chuối làm cái nắp đậy cho cái nồi của mình nha. Anh nhét vô cho. Cái này thì phải đậy kín chứ không sợ con này nó to nó không chín đó mọi người. Không, nó móc luôn cái chân cái lá chuối à. Cái món này thì cũng đơn giản thôi. Đặt qua đây chút nữa, cục đá này dở là dở. Rồi cho lên bếp đi. Cái món này cũng đơn giản mọi người. Cho bia vô, cho con này vô, đặt lên bếp chính là ăn thôi.
quạt cho nó cháy ra. Ủa giờ mùa này nó ướt quá. Chạy ra vậy nè. Lát anh đốt lửa cho nó sôi sôi lên chút rồi cũng nhanh chút. À, vậy là xong. Giờ thì có lẽ Sang với mấy đứa sẽ tắm đợi nó chín nha mọi người. Sáng á mọi người, thì Sang làm rất là đơn giản. Một là bỏ vô trong nồi đi luộc, hai là nướng, tại vì Sang không rành lắm á, nên cái nồi kia thì Sang cứ đặt đó luộc thôi, khi nào chín thì nhắc xuống để mà ăn cùng với mấy đứa ha. Thì hôm nay ra suối á, anh như lúc đầu anh nói á, là đầu tiên là chơi đúng không, thứ hai á, là ăn uống ngoài đây, và thứ ba á, là còn một cái việc quan trọng nữa là hôm nay là ngày mà Sang sẽ phát lương cho mấy đứa, vì một tháng vừa rồi mấy đứa đã đồng hành cùng với Sang. Thật ra thì Sang cũng không muốn làm cái video phát lương đâu mọi người, tại vì từ trước tới giờ mình cũng quay nhiều lần phát lương rồi đúng không? Dạ. Cứ phát tới phát lui như vậy hoài, quay lên thì sẽ nó không hay, với lại thứ hai là nó sẽ làm cho mọi người xem rồi mọi người nhàm chán này kia. Nhưng mà mới đây thì có một số bình luận nó cũng không được hay, tại vì những cái video mà Sang dắt mấy đứa vào trong rừng thử thách, vào trong rừng sinh tồn này kia, mấy đứa lội suối bắt câu cá bắt cá này kia, thì có một số anh chị sau này không có biết đến kênh Sang á, người ta vào xem á, người ta vào bình luận, người ta nói là thằng này cứ dắt mấy đứa nhỏ vào trong rừng trong suối rồi dụ mấy đứa nhỏ rồi lừa mấy đứa nhỏ này kia tùm lum hết cả. Thật ra thì mà nói á, thời buổi này không có ai lừa ai hết cả mọi người. Nếu mà Sang sống không tốt, không đúng với mấy đứa thì mọi người nghĩ xem là có ai đồng hành cùng với Sang tới ngày hôm nay là như Văn với Dảnh á, đã đi cùng với Sang là 4 năm mấy, gần 5 năm rồi. Nếu mà Sang không sống không đúng, sống không tốt thì có ai đồng hành lâu như vậy hay không? Và đây là toàn bộ số tiền mà Sang sẽ dành ra cho tháng này để phát lương cho mấy đứa nha. Trong tháng vừa rồi thì Sang quay được cùng với đứa là 5 video đúng không mấy đứa? Được 5 cái video. Cách đây mấy năm trước á, khi mà Sang đi quay video á, thì một tháng Sang quay được rất là nhiều video. Nhưng mà mấy năm trở lại đây á, thì mọi người thấy là Sang đăng video rất là ít. Không phải là Sang làm biếng đâu mọi người, mà những cái video của Sang thường là sẽ đi vào trong rừng 2-3 ngày này kia rồi mới về. Bình thường là một thử thách 51 giờ đi, thì Sang sẽ đi 2-3 ngày vào rừng, xong rồi về tới nhà Sang nghỉ ngơi một ngày rồi cắt video. Nói chung là bình quân cứ 6 ngày thì Sang mới quay được một cái video và đăng lên cho mọi người xem. Nên nguyên cả một tháng thì Sang chỉ quay được có 5 cái video thôi. Còn số tiền mà Sang gửi cho mấy đứa thì phụ thuộc vào mấy đứa tháng đó nó có đồng hành cùng với Sang nhiều hay không, nó đi ít hay nó đi nhiều nha. Tại vì có những đứa một tháng chỉ đi một ngày, hoặc là có đứa không đi, hoặc là có mấy đứa thì một tháng nó đi rất rất là nhiều. Rồi trong team của Sang thì cũng không phải là có 4 đứa này không, có mấy anh em ở trên bảng, ở nhà thì còn Thái, rồi Tâm, rồi sâu này kia. Nói chung là nguyên cả một team Sang thì gần cả mười mấy người là mọi người. Sang chỉ quay cho mọi người biết là Sang sẽ gửi lương cho mấy đứa thôi, chứ bây giờ thì sẽ không nói cụ thể là số tiền bao nhiêu. Tại vì trước đây Sang rút kinh nghiệm vài lần trước á, khi mà Sang gửi xong Sang nói bao nhiêu thì nhiều người sẽ vào nói là sao cái kênh này nó gửi như thế này, rồi so sánh với những cái kênh khác. Mọi người cũng biết là tháng rồi mọi người cũng để ý là những cái kênh khác người ta gửi nhiều là do nguyên những thành viên trong team nha. Nguyên có một tháng sẽ đi hết nguyên một tháng luôn và quay gần như là không nghỉ ngày nào. Còn riêng cái kênh của mình thì cái phần suy nghĩ ý tưởng á, anh suy nghĩ rất là lâu đúng không? Đi quay thì chỉ là một ngày là xong thôi, nhưng mà những cái ngày còn lại thì Sang phải ngồi ở nhà suy nghĩ ý tưởng. Nên thường thì nếu mà đi nguyên một tháng thì mấy đứa nó sẽ đi cùng với Sang được có khoảng 7-8 ngày trên một tháng thôi. Còn hai mấy ngày còn lại thì mấy đứa nó sẽ ngồi ở nhà hoặc là nó đi làm cái công việc gì đó nó làm. Nên không thể nào so sánh được mọi người. Tứng này, cảm ơn Tứng này. Đấy, còn của mình. Đây là của Dảnh này. Đây, còn này là của Văn. Văn thì nói chung là sẽ được nhiều hơn mấy đứa một chút, do là Văn là phải chạy xe chở mấy đứa này kia, rồi tiền xăng tiền dầu, rồi tiền nói chung là tiền hư hao xe nữa, thì cho Văn hơi nhiều hơn một chút. Còn cụ thể là bao nhiêu thì mọi người đoán thử nha. Mà anh bao nhiêu đây cũng không phải là hết đâu mọi người, tại vì ở nhà còn mấy đứa nữa. Nói chung bình quân cứ một tháng Sang phải gửi cho mấy đứa là tất cả những thành viên trong team
số tiền lương mà Sang gửi hết tất cả luôn. Thì cũng khá là nhiều. Thì Sang cũng đã phát cho mấy đứa xong nha mọi người, để cho mọi người biết rằng là mấy đứa nó đồng hành cùng Sang bỏ ra công sức như thế nào thì Sang sẽ trả lại đúng với công sức của mấy đứa. Chứ không phải là như nhiều người nói là phải dụ dỗ mấy đứa rồi lừa đảo mấy đứa này kia. Không có đâu nha mọi người. Bây giờ ai không có ai lừa đảo ai hết cả. Mình phải quý người ta, mình phải như thế nào với người ta mới đi cùng với mình lâu đến như vậy ha. Thì nói chung là quay sơ cho mọi người biết về cái ngày phát lương của Sang với mấy đứa thôi nha. Sang thì cũng không muốn quay kỹ quá về những cái vấn đề tiền bạc này kia. Tại vì cũng có nhiều người nói này nói kia cũng không hay. Nên cái việc mà mấy đứa nó nhận được bao nhiêu thì Sang cũng không nói rõ được. Quan trọng là mấy đứa nó có đồng hành cùng với Sang nhiều hay không. Tháng đó nếu mà cống hiến nhiều thì sẽ được rất là nhiều. Còn nếu mà đi ít thì được ít, vậy thôi. Quan trọng là sức của mình bỏ ra bao nhiêu rồi, thời gian mình đi cùng với Sang bao nhiêu thôi. Cái nồi này thì cũng đã chín rồi, nên giờ có lẽ là Sang với mấy đứa sẽ nhắc xuống dưới kia. Ở dưới đó thì mấy đứa nó làm một cái bàn đá đi, mình sẽ ngồi trên cái bàn đó để ăn ha, rồi nhắc xuống đi Dân ơi. Vậy chín rồi nha, nhắc xuống dưới kia đi rồi bóc bỏ ra chuẩn bị ăn thôi. Rồi hấp bia nãy giờ thì cũng đã chín rồi nha, do là cái con này chắc chín rồi quá, nó không đổi màu ha, nó cũng vẫn màu trắng đó mọi người. Đây một con, hai con. Hai con này là chật bàn luôn, tại vì nó to mà. Đó, đừng có ngửa xuống, cứ vậy thôi. Nếu mà úp nó xuống thì chảy hết phần thịt phía trong. À, đây đưa anh cái tô này. Còn đây là cái tô nước chấm Sang vừa mới thiết kế mọi người. Thường thì Sang với đứa chấm hải sản á, sẽ đâm muối ớt với bột ngọt, với muối đâm lên, vắt chanh vô là vậy là xong. Nhưng mà nhiều người bảo Sang là chấm như vậy nó không có ngon. Nên đợt này Sang làm theo công thức này. Đường nè, muối, bột ngọt, chanh, ớt, rồi có sữa nữa, làm ra được một chén muối ớt chấm hải sản có sữa như vậy, nó sệt sệt này. Thằng chấm vô cảm giác là nó ngon mọi người. Tại vì thường là mấy đứa là cái bùng cao á, ở trên đây á, người ta chấm thường là người ta chấm muối bột ngọt thôi, chứ không ai bỏ sữa hết cả. Nên không biết tới công thức này đâu, hôm nay thì Sang làm thử. Cái con này khi luộc lên nó cũng không khác gì lúc mà chưa luộc luôn. Lúc chưa luộc ấy cũng màu này, mà luộc lên thì nó cũng y màu này luôn. Nhưng mà được cái là thơm. Rồi, giờ thì có lẽ là Sang sẽ dùng cái kéo cắt ra rồi ăn nha mọi người. Rồi dẫn bước qua đây. Đây, cắt từ cái chỗ này nè. Dính nha, để nó rớt uổng á. Trời ơi, cái bỏ nó cứng lắm. Nhìn muốn hút nước quá. Anh nghĩ con này phải... Tức. Lại ngồi xuống, thử ngon không tính. Sao vậy gì? Không sao ta. À, mặn chát. Mặn lắm luôn á. Không biết thịt ăn sao chứ mặn quá. Ui. Đây mọi người. Đây là phần thịt phía trong của con bò biển nha. Thịt nó thì không được đặc giống như là con tôm hoặc con cua mọi người. Nó sẽ dạng như là nhão nhão như thế này nè. Thế. Hồi nãy là còn sống chứ không phải không sống đâu. Rồi cầm lên đây cho anh. Nghe nó sắp như sắp rớt. Ui, lấy cái ngón tay ra, anh cắt ngón tay luôn. Cái đầu ghê quá. Ăn con này nó khó quá ta. Rồi, một miếng. Rồi. Lấy con tay ra. Thì Sang với mấy đứa cũng đã cắt ra thành từng miếng rồi nha mọi người. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ chuẩn bị ăn nha. Cái con đầu tiên thì Sang cắt ra có một tí xíu thịt thôi. Nhưng mà cái con thứ hai Sang cho mọi người xem này. Tùy theo con nha. Con này rất là mập luôn. Mọi người thấy là phần thịt phía trong không? Nó có cả cái cục mỡ luôn mọi người. Con này là dạng như là con ăn bị béo phì này. Nên nó có nhiều thịt, nó không bị ốp. Còn mấy con kia thì nó bị ốp nha. Ở đây thì Sang chừa lại một phần. Tại vì ở nhà còn mấy đứa nó không đi được ngày hôm nay á. Sang để lại cho mấy đứa ở nhà nha. Rồi, cái này để lại. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ ăn nha mấy đứa. Rồi, giờ Minh là người... Đâu rồi, cái cục bự nãy đâu? Đây, dành in để rớt. Minh là người bắt được cái con bò này đúng không? Cho Minh cái cục mà gọi là ngọc thịt này. Đây, Minh à. Rồi, mấy đứa bóc đi. Muốn ăn miếng cục nào bóc đi. Đây, có trứng nữa nè mọi người. Đây, mọi người thấy cái cục này không?
nó có nghẹt trứng phía trong luôn nha. Đây anh ăn cục nhỏ thôi nè, cho Tuấn ăn cục này, cầm đại đi. Trứng họ chia ra nha, tại vì hồi nãy là sang cắt đó mọi người, nửa bên nó trứng đầy luôn mà nửa như này, đây một con này, nửa bên của rãnh là không có trứng này, còn nửa bên đây là trứng đầy luôn, còn phía sau là không có trứng. Giờ thì mình sẽ ăn nha. Giờ thì để ăn xin dăng một miếng trứng đi. Rồi mấy đứa ăn trứng thử. Cái này đáng là có cái muỗng mà sao có cái muỗng bóc bằng tay, mọi người thông cảm nó, ăn đi mấy đứa. Cứ bóc đi. Mà mọi người nha. Nếm từ từ. Béo dữ ta. À. Béo khủng khiếp luôn. Còn gấp. Cái trứng của nó chắc gấp mấy chục lần cái gạch cua luôn mọi người. À. Trứng thì nó dạng như là nó vừa béo mà nó vừa có một cái mùi gì đó mà khó tả đó mọi người, nên sang với mấy đứa không ăn được nha. Bỏ hết cái trứng ra ngoài đây này. Đây là bỏ hết ra ngoài đây thôi. Còn bây giờ mình sẽ ăn cái phần thịt cho mấy đứa. Để xem là cái thịt nó ăn ngon hay không, chứ cái trứng là sang bó tay đó. Bây giờ ăn đi. Giờ Tuấn cắn trước coi. Nêu cảm nghĩ. Xong, hôi. Ủa ăn luôn cái vỏ hả? Rồi Minh ăn đi. Đây, cục của Minh thì nói là phải nói là ngập thịt luôn này, đây. Ngập hết cả thịt luôn, ăn đi dành. Thịt ngon hả? Nó như sao, nó như tôm không hay như cua không? Như tôm luôn hả? Thôi giờ Sang ăn thử cái cục của Sang nha. Đây, mà mọi người này, mọi người thấy là nó nhiều thịt nha, chứ không phải là không có thịt mọi người. Nhiều lắm, ngập thịt trong đây này. Đây mà mọi người nha, cắn cái ạ. Thịt con này thì nó có sớ sớ. Nói chung là cũng giống như con tôm nha mọi người, nhưng mà cái vị nó không được ngọt như tôm, nó có cái vị mặn mặn lạt lạt sao. Béo béo nữa, khó tả lắm. Hay là Sang luộc theo bia kiểu này nó không đúng cách mọi người, nhưng mà cảm giác là nó không bằng con tôm đâu. À, cho nước chấm anh mới chế tạo lên nha. Đây, nước chấm sữa cho mọi người, rồi cho Minh một miếng này. Đó, quết lên như vậy nè. Rồi Minh cắn đi. Cắn ngay cục thịt luôn nha. Không biết sao cái con của mình nó thịt nhiều quá nhiều. Như là có cái ái tôm dành chấm ấy. Này, này. Đây cho lên này, cái này không cay mấy đâu. Này Tấn nè. Tấn được cục thịt bự ta. Rồi. Giăng quết đi này. Quết đi. Sang cái con của Sang nó cái miếng bên đây nó ít thịt, chậm luôn. Chấm này không dính rồi. Con này nước chấm này phải chắc phải chấm tôm mới dính quá. Đây mời mọi người nha. Có nước chấm ngon hơn hẳn, đúng không? Có nước chấm vô là cảm giác là ngon hơn hẳn luôn mọi người. Cái con này á, ăn mà cho ngon, cho no á mọi người, thì mỗi người phải là 3 con thì ăn mới đủ nha. Tại vì phần thịt nó nói chung là cũng có nhiều á, nhưng mà không nhiều bằng tôm đâu. Ở đây thì còn một cái bệ này, mọi người thấy thịt phía trong có cái cục mỡ này, sẽ thử cái cục mỡ đây nha. Đây, mời mọi người ăn cục mỡ nha. Cái vị của cái cục mỡ này giống như là thịt rau câu vậy mọi người. Nó cứ lạc lạc sao á, y như thịt rau câu không khác tí nào hết. Còn đây là cục thịt này. Nãy giờ cái miếng kia không có cục thịt, giờ cắn thử cục thịt này. Một miếng nhỏ thôi. Đây mời mọi người nha. Thịt con này ngọt hơn nè. Rồi mấy đứa chia sẻ cái này đi. Cái này là còn đầy thịt nha. Rồi, bốn đứa chia sẻ này đi. Để cho bốn đứa nè. Còn Sang thì sẽ thử ăn cái phần đầu của nó. Đây là cái phần đầu lâu của nó mọi người. Đây cũng có thịt nha, chứ không phải không có thịt á. Quết nước sốt lên phía trên. Đây, mời cả mọi người nha. Ủa, cái phần đầu nó hôi ta. Nó có bị hay là mình làm chưa sạch. Ăn dãnh vừa mới cắt cho Sang một cục thịt đây. Giờ thì mình sẽ rới nước chấm lên phía trên nha. Đây mời tất cả mọi người nha, cắn cái cục này cho đã đó. Nãy giờ là cứ móc ăn không đã. Cục này thì nhiều thịt nè. Cái miếng này ăn đúng đã thiệt. Nó nhiều thịt đó mọi người. Mà cái con này nó ngọt hơn con kia đúng không? Vậy như cái con này nó Sang luộc nó không có ngập trong bia á mọi người, nó ngọt hơn. Còn cái con dưới ngập trong bia nó không ngon. Nếu mà ngày hôm nay Sang mua thì nó tận tới 5kg luôn mọi người. Nhưng mà năm anh em Sang ăn thì cũng không được nhiều nha, do là phần thịt của hai con gián này nó cũng không được nhiều giống như là mấy con tôm. Nếu như mà 5kg tôm thì năm anh em Sang ăn có thể là no căng bụng luôn á.
Nhưng mà 5kg con gián này thì chỉ ăn dạng như là cho biết thôi nha. À, ngày hôm nay anh với mấy đứa ra suối á, tắm chơi ở đây một ngày thì vui chưa? Vui. Tắm thì cũng đã mát rồi đúng không? Dạ. À, cũng như là Sang đã quay cho mọi người biết là về Sang phát lưu cho mấy đứa rồi. À, còn bây giờ thì trời phía trên đang chuyển mưa rồi mọi người. Mưa ở dưới suối mùa này thì rất là nguy hiểm. Chỉ cần một trận mưa nó vừa vừa thôi thì nước suối nó có thể là dâng lên 2-3 mét luôn á. Nên bây giờ thì mấy anh em Sang phải tranh thủ gom hết đồ đạc và khởi hành đi về nha. Chứ để mưa xuống á, nước suối dâng lên thì sẽ rất rất là nguy hiểm luôn nha mọi người. Clip của Sang ngày hôm nay thì cũng khá dài rồi, nên Sang có lẽ sẽ tạm dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu quý Sang, yêu quý mấy đứa, hãy cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em Sang. Còn bây giờ thì Sang với mấy đứa, chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.